in my life. Look at the sand. It's so soft. Yeah. Oh, giant jellyfish. Look at how big those are. Cặp đôi Canada sung sướng nhận định hải sản Việt Nam ngon nhất thế giới khi lần đầu tiên đến khám phá Đà Nẵng. Xin chào các bạn khán giả của Netizen React. Các bạn thân mến, với cảnh quan thiên nhiên đa dạng và phong phú, Đà Nẵng trở thành điểm đến ưa thích của khách du lịch nước ngoài và như cặp vợ chồng Flora và Nốt, một cặp đôi vlogger nổi tiếng người Canada cũng lựa chọn Đà Nẵng làm điểm dừng chân cho chuyến du lịch trải nghiệm của họ. Đến với Đà Nẵng, cặp đôi thực sự bị thu hút bởi nguồn hải sản dồi dào, phong phú và tươi giói ở thành phố này. Được thưởng thức nhiều món ăn ngon lành khiến họ phải gật gù thốt lên rằng hải sản ở Việt Nam thực sự ngon hơn bất kỳ quốc gia nào mà họ từng đến ăn. Vậy cặp đôi đã thưởng thức món ăn gì khiến họ phải châm trồ như thế? Hãy cùng tụi mình tìm hiểu qua video sau đây nha! Trong khi tìm kiếm địa điểm dừng chân kế tiếp cho hành trình du lịch của mình, cặp đôi người Canada này đã va phải Đà Nẵng, nơi được mệnh danh là thành phố sạch sẽ và đáng sống nhất ở Việt Nam. Nhìn Đà Nẵng cách một màn hình mà họ đã thấy mê mẩn nơi đây rồi nên đã quyết định phải một lần trải nghiệm thành phố rực rỡ này. Đến với Đà Nẵng, cặp đôi dành thời gian tham quan một số điểm du lịch nổi tiếng tại thành phố này, đến thăm bãi biển để tận hưởng không khí thuộc về thiên nhiên. Sau đó, họ đi đến một nhà hàng hải sản khá nổi tiếng. Tại đây, cặp đôi được tự tay chọn hải sản tươi sống mà mình muốn ăn từ các bể nước nuôi hải sản trong nhà hàng. Sau khi chọn, cặp đôi được tận mắt quan sát cách chế biến của đầu bếp và không ngừng châm trồ. Họ chọn món tôm hùm sốt me. Thịt tôm là một loại thịt nói dễ chế biến nhưng không hề dễ một chút nào. Đúng là thịt tôm nhanh chín, nhưng bởi cái nhanh chín đó, nếu đầu bếp thiếu tinh tế một chút thôi, sẽ khiến thịt tôm bị chín quá mức, khiến nó mất đi độ ngọt tự nhiên. Nhà hàng này chế biến cực ngon, vẫn giữ được độ tươi cùng vị ngọt tự nhiên của thịt tôm. Các miếng tôm hùm được chế biến với độ chín vừa phải, sốt me thấm đều vào lớp thịt tôm dày, dai, chắc, tạo ra hương vị ngọt đậm, thơm ngon. Chị vợ cho biết, chị ấy không quá thích ăn tôm, nhưng món tôm này khiến chị không thể cưỡng, ăn rồi lại cứ muốn ăn nữa. Cách chế biến này giúp kích thích vị giác nhờ hương vị chua chua ngọt ngọt, chấm sốt với bánh mì ăn cũng ngon. Mà ăn kèm cơm cũng ngon, đại khái là sự kết hợp không có gì để chê. Cùng với anh chồng thì khỏi phải nói, anh đã chính thức bị món ăn này chinh phục. Anh ấy khá thích hải sản và đã từng có cơ hội đến nhiều nơi, thưởng thức đặc sản là hải sản của vùng đó. Tôm hùm ăn cũng nhiều rồi, nhưng anh cho biết chưa nơi nào mà anh thấy bán tôm hùm ngon như ở Việt Nam. Cách chế biến cũng độc đáo, vừa ngon, vừa giữ được hương vị thơm ngọt đặc trưng của thịt tôm hùm. Cặp đôi sau đó còn thưởng thức thêm vài món hải sản khác nữa, và khỏi phải nói, món nào cũng khiến họ khen ngợi không thôi. Và điểm khiến cặp đôi này ấn tượng nhất chính là cách phục vụ tận tình, chu đáo của nhân viên nhà hàng. Bạn tin được không, cặp đôi ăn hải sản mà không hề bị bẩn tay một chút nào. Nhân viên nhà hàng sau khi mang ra món ăn được chế biến đã chu đáo giúp họ lọc thịt tôm. Anh bạn nhân viên này dù không nói được tiếng Anh nhưng vẫn cố gắng dùng ngôn ngữ cơ thể và phần mềm phiên dịch để chúc cặp đôi có bữa ăn ngon miệng. Hành động tuy nhỏ nhưng ấm áp này đã khiến cặp đôi người Canada rất vui vẻ và cảm động. Trước những chia sẻ của cặp đôi này về việc ăn hải sản tại Việt Nam, nhiều cư dân mạng cũng tỏ ra cực kỳ phấn khích. Họ không chỉ chia sẻ những cảm nhận của mình khi thưởng thức hải sản Việt Nam mà còn bày tỏ tình yêu của họ dành cho Việt Nam, dành cho Đà Nẵng. Hãy cùng xem cư dân mạng đã nói những gì nhé! Đà Nẵng thật đẹp, hải sản trông thật tuyệt vời và giá cả rất hợp lý cho những gì bạn có. Đây là một thành phố xinh đẹp tuyệt vời của Việt Nam và hải sản được nấu rất ngon. Flora và Nốt, tôi rất muốn thấy cả hai bạn thực hiện chuyến tham quan cầu rồng ở Việt Nam. Tôi cũng mong cả hai bạn sẽ thưởng thức thêm nhiều đặc sản ở đây. Cảm ơn những chia sẻ của bạn, tôi sẽ thêm quán ăn này vào danh sách những điểm phải đến khi ở Việt Nam. Có một khu vực gọi là cảng, đến đây bạn sẽ được thấy hải sản sống vừa đánh bắt từ biển lên. Tôi từng có cơ hội được chứng kiến một lần, thích mắt lắm. Bạn có thể chia sẻ công thức nấu món tôm hùm đó không? Đó gọi là sốt me à? Nhìn thực sự rất ngon miệng, tôi cũng muốn thử. Vừa ngắm mặt trời mọc, tắm biển với những con sóng sâu bờ và sau đó là lựa chọn những món hải sản ưa thích thì chuyến du lịch này quá mãn nguyện rồi. Chúng ta hay ăn tôm hùm bằng cách luộc hoặc hấp hoặc là bỏ vào nồi chiên cùng bơ tỏi. Tôi chưa từng thấy cách chế biến như thế này bao giờ. Đến giờ, tôi vẫn không quên những kỷ niệm tuyệt vời cùng gia đình bên bãi biển Mỹ Khê. Khi các con tôi cùng nô đùa dưới làn nước mát lạnh, tiếng gió rì rào. Ban đêm, cả gia đình lên du thuyền thưởng ngoạn dọc sông Hàn, ngắm những cây cầu biểu tượng của thành phố. Đà Nẵng đẹp, lung linh về đêm, món ăn đơn giản nhưng rất ngon, nhất là món bánh tráng thịt heo, bánh xèo, hải sản tươi sống. Người dân Đà Nẵng chất phác, thật thà, nói chuyện cởi mở, chân thành. Tôi nhất định sẽ trở lại Đà Nẵng trong mùa hè này. Tôi cảm giác rõ ràng sự an toàn khi tôi đến với thành phố này. Đồ ăn thực sự rất ngon, phong cảnh đẹp, người dân thân thiện.
Tôi từng ăn một con tôm hùm nướng chỉ với giá chưa đến 7 đô la. Bạn tin được không? Người Đà Nẵng thực sự rất tuyệt. Tôi từng đi chuyến taxi để đến quán ăn. Khi trả tiền thì bác tài xế thối nhầm, thiếu 15.000 đồng nhưng tôi không để ý. Chúng tôi ngồi ăn chừng 10 phút thì bác tài quay lại, hỏi thăm tìm được anh bạn tôi để trả lại tiền và xin lỗi. Đây không phải số tiền quá lớn, nhưng cách mà bác ấy làm khiến tôi rất cảm động. Bác ấy chạy xe khoảng 6 km chỉ để trả lại 15.000 đồng. Có thể bạn không tin, nhưng người Việt Nam là thế đó. Tuyệt nhất khi đến Đà Nẵng là đến các quán hải sản ven biển, vừa ăn vừa nhâm nhí ly bia, trò chuyện cùng bạn bè và tận hưởng không khí thoáng đãng, đậm hương gió biển. Tôi từng đến ăn một quán hải sản và khi để quên chiếc ví cầm tay chứa hơn 1.000 đô la và toàn bộ giấy tờ. Tôi không hề hay biết, mãi đến khi tôi nhận được điện thoại và kêu tôi đến lấy đồ đã bỏ quên. Không có gì có thể diễn tả được cảm giác lúc ấy của tôi. Hóa ra, anh chủ quán tốt bụng đã liên hệ với cơ quan chức năng để gửi lại đồ cho tôi. Ở Việt Nam, nhiều nhà hàng hải sản luôn giữ cho hải sản tươi sống trong bể sục. Nếu vào các cửa hàng như vậy, bạn có thể yên tâm rằng món ăn được bưng lên bàn của mình là món tươi ngon, hải sản nước mặn thơm ngon khỏi phải bàn. Nếu các bạn đến vùng sông nước, cá nước ngọt của họ cũng tuyệt lắm. Lần tới hãy thử đến thăm miền Tây nhé. Bạn có thể thử món cá lóc kho hay ốc hấp, thật sự rất tuyệt. Ăn hải sản và uống bia lạnh thì không còn gì phải bàn. Với một nguyên liệu là hải sản, những người bán có cách chế biến cho ra nhiều hương vị khác nhau. Cùng một loại ốc đó, hôm nay tôi ăn nướng, hôm sau tôi ăn hấp. Cái nào cũng có cái ngon riêng, ăn không bị ngán, rất nên thử. Đến Đà Nẵng, đi tắm biển và ăn hải sản thì còn gì bằng. Hải sản ở các vùng biển Việt Nam nổi tiếng tươi ngon mà. Tôi ở Mỹ, vùng lạnh, mỗi khi muốn ăn hải sản thì toàn phải ăn đồ đông lạnh. Nhưng dù cho có ăn đồ tươi ở Mỹ thì cảm giác về Việt Nam ăn hải sản vẫn rất khác. Hải sản ở Việt Nam ngon hơn hẳn. Đà Nẵng được biết đến là nơi có bãi biển đẹp nhất hành tinh, được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam, thành phố của những cây cầu. Thành phố biển này cũng từng được New York Times bình chọn là một trong những điểm đến lý tưởng trên thế giới. Được du khách yêu thích bởi thành phố xanh, sạch, đẹp, du khách đến với Đà Nẵng luôn hài lòng với những quyết sách mà thành phố đề ra, thực hiện thành công cả thập kỷ qua. Đến Đà Nẵng, lá cà quán xá không bị hàng rong trèo kéo, không có người lang thang xin ăn. Những nhà hàng chặt chém du khách đều bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm, vậy nên không có gì quá bất ngờ khi Đà Nẵng lại được lòng du khách đến như vậy. Đó là còn chưa kể, vì là thành phố ven biển nên nguồn hải sản tươi sống cực kỳ dồi dào, loại nào cũng có, chế biến kiểu gì cũng có. Chính cặp đôi người Canada còn phải trầm trồ khen ngợi hải sản Việt Nam ngon nhất thế giới, thì chúng ta lại càng có quyền thêm tự hào về đất nước mình, đúng không các bạn? Và đó cũng là nội dung chính của video ngày hôm nay. Bạn nghĩ gì về những chia sẻ của cặp đôi Canada khi lần đầu họ thưởng thức hải sản Việt Nam? Bạn có gợi ý gì về các món hải sản để cặp đôi này tham khảo không? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để chia sẻ cho tụi mình về suy nghĩ của bạn nha! Nếu bạn thích video này thì hãy cho tụi mình một like. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông theo dõi để đón xem những video mới nhất từ tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.